Hey, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Phá Gà Ông Dũng Lockmango đây các bạn ơi, hay còn gọi là Lockmango Dũng. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với phần chơi game Pokemon nha các bạn. Thì cái tên game này có tên là China Anna, thì mình hay gọi nó là Pokemon. Ok, thì chắc là bây giờ bắt đầu vào video luôn nha. Và trước khi bắt đầu vào video, nếu như các bạn thấy thích video này thì hãy cho mình một like, một share, một đăng ký để mà mình có động lực làm tiếp nha. Còn bây giờ thì vào chiến thôi các bạn ơi. Thì cập nhật tình hình hiện tại là mình mới vừa làm xong một cái video về nói chung là đi chơi đi này đi nọ rồi kiếm được cái huy chương các bạn ơi. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp nối tập trước luôn nha các bạn. Khoan, cái bạn này mình cũng quen lắm nè các bạn. Cái bạn có cái tên này hình như là tôi cũng gặp rồi các bạn. Toàn là người quen không mà mọi người. Nói chung là cái game này sao tôi thấy là gặp lại kiểu có duyên á hay sao á mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại hội quán xanh lá xa lánh nha các bạn, để mà mình khiêu chiến tiếp nha mọi người. Đó, ở đây nè. Rồi ok, cái thằng này là thằng mình rồi các bạn, mình không thể nào nói chuyện. Nhưng mà ở đây có một thằng chỉ mới 17.000 thôi các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ xem cái huy hiệu coi. À, nếu mà mình đánh nữa mình sẽ được cái này các bạn. Quá đã luôn, nhìn khá là đẹp luôn mọi người. Rồi đánh thôi chứ còn gì nữa các bạn. Đánh được người đó tôi có thể lấy vị trí của hắn. Ok, trời ơi, cái bạn này chỉ có 17.000 thôi mọi người. Ơ, có ai kéo tên tôi nữa nè các bạn. Bếp Phản Đàm. Ghê vậy ta, ghê vậy ta. Trời ơi, để xem là cái bếp Phản Đàm của bạn này nó như... hình như là tôi hơi gãy hơi to các bạn. What the hell, cái gì vậy, 6.000 máu, what the hell. Ok, ai giọng là sẽ đánh được cái... Trời đất ơi. No. Chỉ có 700. Ôi, cái này là lỏ rồi các bạn. Này chỉ có 400 máu thôi mọi người. Thì bây giờ mình sẽ chơi thuốc nha các bạn, để mà kiểu như là mình sẽ không bị mất một cái skill nào đó các bạn. 800 đào. Ui trời ơi, cái này. Ôi, bị ngủ luôn, đáng đời chưa con. Thú ngủ ngon giấc gì đó nè. Thú ăn lóe sáng 1.200. Thôi. Wow, mình bị Phản Đam lại các bạn ơi. Đau thiệt sự luôn. Rồi tiếp tục nè các bạn. Ok, yes. Oh my god, đánh đau quá bạn ơi. Lần này mình phải chơi. Con này có hồi máu không ta? Rồi rất là bâng khuâng luôn các bạn. Lần này mình sẽ chơi khí độc nha mọi người. Đó, mình sẽ chơi khí độc cho nó kiểu như là nó sẽ bị mất. Mất đam. Nó không bị khí độc các bạn. Nó còn chơi lại mình nữa. Thằng này quá đáng quá vậy. Rồi bây giờ mình sẽ chơi thú ăn lóe sáng nha các bạn. Nói chung là tạch rồi các bạn. Trời ơi, mất hai hiệp luôn các bạn. Thiệt sự luôn. Thiệt luôn hả? Ôi, không ngờ là mình bị mất nhiều vậy luôn á mọi người. Hai hiệp trong một trận đấu các bạn bị đấm một phát mà các bạn đấm hụt là nói chung là hơi khoai nha. Rồi lốc xoáy ma thuật. Ok, con này có hồi máu cho nên là cũng đỡ được một phần nào các bạn. Rồi lốc xoáy ma thuật tiếp nha các bạn. Đó, tới công chuyện với tôi, giảm ma pháp liền. Tới công chuyện liền. Rồi, đánh đâu có thốn đâu. Chỉ có 130. Ok, kỳ cục quá nha, sao tự nhiên 4 lượt. Ok, kỳ vậy. Tới 4 lượt ngủ luôn các bạn. Thôi mình sẽ đổi con nha mọi người. 4 lượt thì ai chơi với nó được. Rồi bây giờ mình sẽ chơi lốc xoáy ma thuật tiếp nha mọi người. À, hụt, đáng đời con chưa. Hụt rồi. Bây giờ mình sẽ chơi lốc xoáy ma thuật. Xong đời luôn. Hả, nó cứ bị trừ như thế này thì quá là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Ok, mình nghĩ là cái thằng này á, nó có cái con này là mạnh nhất các bạn. Con này là mạnh nhất, còn mấy con, ba con còn lại chắc là cũng cùi cùi thôi đúng không. Rồi, đó, 3.600 máu. Trời, tưởng tôi sợ các bạn ơi. Khí độc. Không sợ. Không sợ là không sợ. Một trưởng, 1.300 máu. Ôi trời, mấy con này sao nó bị choáng hoài ta. Hơi bị thất vọng nha. Rồi xong mình luôn rồi các bạn. Nó trưởng như thế này thì tới công chuyện mình luôn rồi các bạn á. Ơi, rồi. Oh my god. No, no, god please. Lốc xoáy. Ôi trời, kệ, sao nhiều quá vậy. Anh đi nè. À, buồn đó nha, giận đó nha. Tôi không chơi nữa, tôi quạo là giận đó nha. Ôi, nó choáng mình hoài luôn các bạn. Thằng này tới công chuyện với tôi rồi. Nữa không? À, hụt các bạn. Cái tội, bây giờ mình sẽ chơi lốc xoáy ma thuật. Rồi, nói chung là ba con sói của mình nó cũng không hơn nhau mấy các bạn ơi. Đó, như nhau thôi các bạn, cũng đánh ngàn mấy đam. Rồi, lốc xoáy ma thuật.
À, hết chiêu, hết chiêu, thanh niên hết chiêu các bạn. Thanh niên hết chiêu, giờ bây giờ đi phóng khí độc. Sợ liền. Rồi còn con nào bước ra. Ui ui, lại thêm một con nữa hả? Ôi nhưng nhưng mà thôi, con này thì tới công chuyện liền. Con này thì thôi, tôi lo được các bạn. Ôi ôi, sợ quá cơ. Nhưng mà mình đánh hụt quải trưởng thiệt chứ các bạn. Đánh hụt nữa chứ, sao đánh hụt hoài ta. Rồi tiếp tục nào. Quét con. Ôi ôi, cái gì vậy? Mấy ông này kiểu như là không biết sao luôn các bạn. Toàn là mấy con cùi bắp không hả các bạn. Nhưng mà để cho mình thắng đó các bạn. Ok, đã đánh bại. Ui, hãnh diện. Chắc rồi tôi đi quay xong cái clip này tôi khoe làng xóm các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ tới cái thằng này coi nó như thế nào nha các bạn. Ok, thằng này chắc là cũng mạnh lắm nha. Đâu. Ôi ôi, 31.000. Oh my god. 31.000 các bạn. Anh G-Wow đang ở map 5 đó. Anh Dũng ơi, anh G-Wow nữa hả? Trời ơi, sao tôi với ông G-Wow chơi cùng giờ hay sao các bạn? Hôm qua cũng có một cái clip và ông G-Wow cũng vô cùng giờ này luôn các bạn ơi. Nói chung là một cái duyên mọi người. Mấy bạn này hôm qua cũng thấy luôn các bạn. Thiệt sự luôn. Rồi bây giờ là tôi muốn Pokemon của tôi mạnh hơn nữa. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ có một cái clip. Đó chính là mình sẽ mình sẽ nâng kẹo nha các bạn. Rồi bây giờ tôi gắn lại những cái con Pokemon mà tôi hay sử dụng nè. Còn con nào nữa ta? Xong, hình như mình bỏ lỡ con nào á. À mình bỏ lỡ con sói các bạn ơi. Ok, con sói đây. Không, sói kia các bạn. Sói nào ta? Không phải sói này. Sói mà 3.500 máu á các bạn. Rồi, cái gì vậy? What the hell? Sao mình nó giật tùm lum la vậy? Rồi, không phải con này luôn. Rồi, mấy ông này nó cứ xếp cái con mình cuối cùng các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ mua kẹo nha các bạn. À không, mình quay kẹo nha mọi người. Mình sẽ quay tầm... chắc là bây giờ mình sẽ quay tầm 20 lượt đi các bạn. 20 lượt là cỡ tầm 600 gold loop nha mọi người. Wow, 15 viên á. Oh my god, 15 viên sát thương vật lý luôn, lần đầu tiên trong cuộc đời. Wow. 9 viên giáp, 9 viên phép chứ. Ủa phòng thủ các bạn. Ok. 20 lần nha các bạn, mình sẽ quay 20 lần để xem là có bao nhiêu viên kẹo cho mình nha các bạn. 3 viên. Rồi, tới công chuyện liền với tôi. 9 viên nữa. Yeah, 9 viên pháp thuật các bạn. Mình ưu tiên những cái sát thương pháp thuật và sát thương đam nha mọi người. Rồi. Ủa nãy giờ bao nhiêu lần rồi ta? Mình quá, mình không có đếm các bạn. Hình như là nãy giờ 4 lần rồi đó. Rồi bây giờ lần này lần thứ 5 nè. Hơi bị lâu các bạn ơi, hơi bị khoai các bạn. Nhà hơi bị khoai ấy. Rồi quay tiếp nào các bạn ơi. Có cái nào để mà quay một lượt không ta? Đây là lần thứ 6 mọi người. Yes, lần thứ 6. Hiện tại là mình đang có 5.000 mấy gold loop mà. Thoải mái đi anh em. 15 viên nữa. Yeah, lần thứ 7 các bạn. Cái này là phòng thủ thôi. Rồi tiếp tục nào các bạn. Mình mong muốn là ra sát thương vật lý 20 viên. Hơi tham các bạn. Rồi 8 lần rồi đúng không? Lần này là lần thứ 9. Rồi. Yeah, 9 viên. Ok, cũng bình thường thôi các bạn. Có bao giờ được 20 viên không ta? Rồi. 20 viên nè. Oh my god. Tôi chắc là Love and Go nghe trộm tôi đúng không? Rồi bây giờ mình còn 10 lần gút nữa nha các bạn. Mình thật sự là nãy giờ mình hình như đếm hụt hay sao á, mình không biết bao nhiêu lần nữa. Rồi tiếp tục nào các bạn. Ok, 9 viên nữa. Rồi 3. Rồi ok luôn. Còn 8 lần hay sao á mọi người. Rồi quay tiếp. Ủa 12. Yeah. Rồi tiếp tục nào. Còn 7 lần nữa. Để xem là mình sẽ được những cái viên kẹo gì nha các bạn. Nãy giờ là được một lần 60 rồi. Một lần 20 rồi các bạn. Quá đã luôn. Và 15. Yeah. Quá đã các bạn. Rồi tiếp tục. Ở nãy giờ bao nhiêu lần rồi ta? Sao tôi dễ quên quá anh em ơi. Kiểu tôi nói cái gì một phút sau tôi quên các bạn. Nhiều khi chắc là tôi cũng quên đăng video. Quên đăng video này luôn quá. Nãy giờ chắc là cho là 5 lần đi các bạn. Còn 5 lần nữa đi. Đó. Nãy giờ là 15 lần đi các bạn. Rồi 16 lần đúng không? Ok, còn 4 lần nữa mọi người. Còn 4 lần nữa.
Yeah, chỉnh viên nữa. Và còn còn mấy lần nữa ta quên mất tiêu rồi. À còn 3 lần nữa các bạn. Thôi đảng chí rồi các bạn. Thôi tới công chuyện rồi, tới công chuyện rồi. Chắc là đi khám rồi các bạn. Rồi bây giờ là 3 lần rồi, còn 1 lần nữa đúng không? Ok. Và no, chỉ có 6 viên thôi. Vậy là 600 gold loop thì mình sẽ được bao nhiêu đây kẹo các bạn ơi? 60 viên sát thương pháp thuật, 66 viên sát thương vật lý và 32 viên tốc độ, 21 viên phòng thủ, 39 viên phòng thủ pháp thuật. Yeah. Ok. Rồi bây giờ nâng thôi chứ còn gì nữa các bạn. Quá trời quá đất kẹo luôn các bạn. Hãnh diện hãnh diện. À bây giờ là máu đúng không? Blazer này là cần máu nhất nè các bạn. Bởi vì ẻm rất là... Ủa? Ê để ý nãy giờ... Oh my god, nãy giờ chưa được một viên nào hồi máu á. Wow. Ok. Ok la luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nâng hết cho con Blazer này nha các bạn. Máu kiểu đam cao nó cũng như không rồi các bạn. Bởi vì máu nó ít quá các bạn. Đấm một cái là nó chết rồi các bạn ơi. Rồi sát thương pháp thuật. Yeah. Ok, lên được 200 các bạn. 200 thôi các bạn ơi. Rồi bây giờ, ủa được chưa? Rồi ok, và bây giờ mình sẽ đến với con này. Con này thì thiên về tốc độ. Tốc độ đúng không? Tốc độ, rồi mình sẽ gỡ gỡ 24 viên nha các bạn. Rồi 24 viên. Rồi không có đánh dấu được. Rồi 24 viên, 24 viên gỡ luôn nha bạn, gỡ hết luôn. Đó. Nâng lên. Rồi, cộng được 48 tốc độ nữa. Hơi bị khoai, hơi bị khoai. Con Blazer này cũng cần tốc độ luôn nha các bạn. Nhưng mà ơi trời, toàn là mấy kẹo cùi bắp không các bạn. Đúng là sai lầm tuổi trẻ mà. Rồi gỡ luôn, cho 8 viên này luôn các bạn. À, cộng thêm 23 tốc độ nữa. Rồi sát thương pháp thuật. Rồi luôn các bạn. Còn sư tử, sư tử có nên nâng nữa không ta? Thôi mình sẽ nâng cho con mình sát thương pháp thuật nè các bạn. Mình vẫn còn kẹo cho sát thương pháp thuật nè. Rồi mình sẽ nâng con này luôn nha các bạn. Ok, ngủ đi nha. Yes. Đó, ngày hôm nay là nâng tới bến luôn các bạn ơi. Ui, nhìn nó đã chưa các bạn, cộng tới 300 mấy. Wow. Oh my god luôn á. Mình rất là muốn thêm một trong những cái con này các bạn ơi, nhưng mà rất tiếc là chỉ quay được tới đây thôi. Rồi, ok, nếu mà quay nữa thì mình sẽ up nữa nha mọi người. Rồi, con này thì có nên nâng đam nữa không ta? Rồi, đam thì mình cứ giữ lại đi ha mọi người. Còn đây nè, phòng thủ nè, mình sẽ nâng phòng thủ cho con sư tử lửa các bạn ơi. Quá đã. À mình nâng laser đi các bạn cho nó trâu cái. Trời ơi con này nó dễ ngẫm quá các bạn ơi, sợ thiệt sự luôn. À đây nè, phòng thủ. Đó, cho nó đã đỡ xíu nha mọi người. Rồi gỡ hết mấy cái sai lầm tuổi trẻ. Gỡ tầm 22 viên các bạn ơi. Ok, 22 viên và đơm lên 22 viên. Yes, xong. Vậy là cộng thêm 300 mấy nữa. Wow, lần này mà đánh nó không, lần này dễ chết là tôi giận luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ nâng phòng thủ vật lý. Yeah. Quá đã luôn. Trời ơi, không biết là nâng như thế này thì còn cái gì chơi nữa các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ qua đâu để mà test đây các bạn. Mình không biết nữa mọi người ơi. Đánh không anh? Đánh lộn không anh? Đánh lộn không anh? Ô trời ơi, mời mời cái lên điền các bạn ơi. Để coi coi bạn level 76 này như thế nào nha. Ok. Rồi sợ quá cơ, sợ quá cơ. Mình con mình đã búp rất là nhiều kẹo luôn các bạn. Không sợ ai nữa. Phấn hoa ngủ con giấc. Trời hay ải chĩa. What the hell cái tên. Không sợ. 800 máu mà sợ. Không sợ là không sợ. Không sợ liền. Ngủ liền. Ôi, wow. Cái gì vậy? What the hell. Khiếp vậy. Ôi khủng khiếp thiệt sự các bạn. Nãy mới chơi mình cái chiêu gì 4.000 đam các bạn ơi. Coi bộ vậy cũng ghê ta. Ghê ta. Nhưng mà rồi ngủ đi em. Rồi ok. Thì bạn này có vẻ như là có cái con đầu là mạnh đó.
Ủa cái gì đây? What the hell luôn. Ủa? Ok, tưởng là lắc hay gì chứ các bạn. À, mới bị lắc xong. À, bây giờ mình sẽ chơi bão tuyết nha các bạn. Ủa, trời ơi, mới đánh con đồng hàng là sao men. Rồi, ok mọi người ơi, trong video ngày hôm nay mình đã nâng cho mình mát kẹo cho cái con mấy con Pokemon của mình, và cũng như là đi chiếm cho mình một cái huy chương các bạn. Đó, huy chương cấp 3 đầu tiên trong lịch sử luôn các bạn. Rồi ok, có lẽ bây giờ mình xin kết thúc cái video tại đây nha. Cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip này. Nếu như các bạn thấy thích video này thì hãy cho mình một like, một share, một đăng ký để mà mình có động lực làm tiếp nha. Còn bây giờ thì bye bye và see you again. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.